Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay 16 tháng 2, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 26 ca nhiễm COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương đã thực thi các biện pháp mạnh để chống dịch. Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách ở tỉnh Yên Bái. Khi nhiều người đang được quây quần đoàn tụ bên gia đình trong ngày Tết, thì tại chốt kiểm dịch số 9 xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, các cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Gia tăng tình trạng bệnh nhân nhập viện trong dịp Tết. Huyện Yên Bình đã sẵn sàng cho lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng nay 16 tháng 2, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 501 ca dương tính virus SARS-CoV-2, tăng thêm 26 trường hợp so với sáng hôm qua 15 tháng 2. Trong đó có một ca nữ bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Sáng ngày 16 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương này ghi nhận 501 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó huyện Chí Linh có 264 ca, huyện Cẩm Giang 65 ca, huyện Kinh Môn 62 ca. 74 trên 235 xã phường thị trấn và 11 trên 12 huyện thị xã thành phố có ca mắc COVID-19. Qua truy vết rà soát đã xác định có hơn 13.800 trường hợp F1, hơn 58.700 trường hợp F2. Tỉnh đã phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện thành phố, thiết lập 103 khu cách ly tập trung. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại 11 trên 13 tỉnh thành có ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 trong dịp này. Tình hình đã được cải thiện theo chiều hướng tốt, chỉ còn ở Hà Nội và Hải Dương là đáng lo ngại. Cũng trong sáng nay 16 tháng 2, hàng loạt động thái rất mạnh bắt đầu được thực thi để chống dịch, trong đó có việc tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh và thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động các quán trà đá, cà phê, dịch vụ ăn uống trên vỉa hè. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các trường trên địa bàn tạm dừng đến trường đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Văn bản nêu rõ trong thời gian này các trường, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet để đảm bảo chương trình học tập. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm qua 15 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu người dân đã từng đi đến về từ huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến nay, chủ động liên hệ với trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định. Tất cả các trường hợp khác đi từ tỉnh Hải Dương về Yên Bái từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ sở y tế đã khám và điều trị cho gần 2.000 lượt người, tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong số trên 1.300 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú dịp Tết, có 131 trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt 40 trường hợp, tai nạn do vũ khí vật liệu nổ tự chế 3 trường hợp và 3 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, hàng ngày Sở Y tế ban hành báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa phát hiện ca bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra trên 21.000 lượt phương tiện giao thông, khai báo y tế trên 67.000 lượt người, trong đó trên 3.200 người đi từ địa phương có dịch về. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, phân công thường trực 24/24 theo 4 cấp, đảm bảo điện, nước, vật tư y tế, thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và thảm họa thiên tai, xây dựng phương án hỗ trợ ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp kết thúc. Những ngày này, lượng người đi lại và phương tiện vận tải hành khách đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại bến xe khách thành phố Yên Bái, công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường, tạo sự tin tưởng cho hành khách trong mỗi chuyến hành trình mới. Sau chuyến đi chúc Tết gia đình họ hàng tại Yên Bái, bà Nguyễn Thị Dần ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trở về quê. Trước khi bắt đầu lên xe, bà Dần đã chủ động đeo khẩu trang, đồng thời được nhà xe đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, ghi thông tin cá nhân, giúp bà cũng cảm thấy yên tâm hơn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Tôi thì đi về quê
Đấy, tôi ở đi về quê thì trên xe thì chúng tôi chấp hành coi như là chương trình đưa sao Covid-19 thì nói chung là người ta cũng khẩu trang chiếc đầy đủ. Tại bến xe khách Yên Bái, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Các lái xe, nhân viên các nhà xe đều được cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế điện tử nCoV. Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19, các nhà xe đã chủ động nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ, hạn chế giao tiếp trên xe và chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách. Đồng thời lập danh sách tên, số điện thoại, địa chỉ của hành khách để truy vết trong trường hợp cần thiết. Có dịch Covid thế này thì xe chúng tôi là thực hiện đúng như chủ trương của nhà nước, của chính phủ là khách lên xe là phải đeo khẩu trang, thứ hai là phải rửa tay sát khuẩn. Thứ ba là xe nhà xe của tôi sẽ có trách nhiệm là ghi danh sách của khách đi và đến. Dịp Tết năm nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên lượng người, phương tiện vận tải hành khách giảm nhiều so với mọi năm. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái hiện có 190 đầu xe, trong đó hơn 130 xe ngoại tỉnh, trung bình 160 chuyến một ngày. Do lượng hành khách di chuyển năm nay giảm khoảng 40% so với mọi năm, số lượng xe hoạt động giảm, nhưng đơn vị vẫn bảo đảm các điều kiện, chất lượng các phương tiện phục vụ, nhu cầu đi lại của người dân, giám sát hoạt động của phương tiện ngay từ khi xuất bến và lưu thông trên đường, thông qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm. Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo cái văn bản của 449 của Bộ Giao thông Vận tải, thì triển khai đến đơn vị, toàn thể các đơn vị và của công ty, đấy là triển khai là truy cập vào cái trang truy cập và có mật khẩu riêng của từng đơn vị. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đối với lại là các đơn vị công ty là phải phun khử khuẩn, có nước sát khuẩn. Và đồng thời các đơn vị vận tải triển khai đến lái xe, nhân viên trên xe là tải cái phần mềm Bluezone, cái gì là truy vết cái Covid, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tải cái phần mềm nCoV về khai báo y tế. Trong những ngày nghỉ Tết, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng người di chuyển trên các phương tiện có giảm, song các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, người điều khiển phương tiện đã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều người đang quây quần tụ họp bên gia đình và người thân trong dịp Tết, thì tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đang căng mình thực hiện nhiệm vụ để quản lý, kiểm soát người ra vào địa bàn, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào tỉnh Yên Bái. Ghi nhận tại chốt kiểm dịch số 9, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Trong những ngày Tết, 14 cán bộ chiến sĩ y bác sĩ tại chốt kiểm dịch số 9, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn vẫn duy trì hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày. Theo đó, người và các phương tiện khi qua đây phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển và kiểm tra thân nhiệt. Là tuyến quốc lộ có lượng người và phương tiện qua lại rất đông nên công tác kiểm dịch tại đây khá vất vả. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo không để lọt người và phương tiện nào vào địa bàn mà không khai báo y tế, cũng như đảm bảo giao thông trên tuyến luôn thông suốt. Nhiều lúc cũng cảm thấy rất là chạnh lòng. Nhưng mà cái chạnh lòng đấy thì nó cũng vượt qua thôi, bởi vì là ở đây là có rất là đông anh em, là từ dân quân, y tế đến lực lượng vũ trang là rất là đông ở đây, là được sự quan tâm của anh chị chủ nhà nữa, là đây là một cái Tết gọi là mang tiếng nói là xa nhà nhưng mà cũng rất là ấm áp, rất là đầy đủ vui vẻ. Chỉ mong muốn là sau dịch bệnh nó được sớm được khống chế, sớm được dập tắt thôi. Tuy phải trực tiếp làm việc trên đường trong mọi điều kiện thời tiết và cũng là những người tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều người, do vậy nguy cơ lây nhiễm cao. Song đội ngũ cán bộ chiến sĩ y bác sĩ ở chốt kiểm dịch số 9 vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Để phòng chống dịch thì ai cũng phải chung tay. Với bản thân tôi thì luôn cố gắng hết sức mình, ngày đêm, không ngại mệt mỏi để phối hợp cùng các ngành công an, thanh tra như là với các đồng chí y tế để kiểm dịch tốt nhất, để dịch bệnh không lan truyền rộng rãi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch từ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Ngay sau khi kích hoạt trở lại, các chốt kiểm dịch đã duy trì hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày. Lực lượng được phân công làm nhiệm vụ như công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông đã có sự phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành nhiệm vụ. Các phương tiện và người vào chốt đều được phun khử trùng, đo thân nhiệt và khai báo y tế.
Những trường hợp có biểu hiện lạ hoặc đi từ những nơi có vùng dịch về sẽ được kiểm tra thân nhiệt kỹ hơn. Nếu có những biểu hiện như sốt, ho thì sẽ phối hợp với lực lượng chức năng để cách ly theo quy định. Mong muốn là mọi người nêu cao ý thức để phòng chống dịch, để đón một năm mới không có bệnh tật, để cho một năm 2021 này sẽ không còn bệnh dịch nữa. Đấy, và chúng tôi thì sẽ được ở nhà với vợ con nhiều hơn. Gác lại những niềm vui, hạnh phúc riêng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, những cán bộ chiến sĩ y bác sĩ ở chốt kiểm dịch số 9 vẫn đang nỗ lực vì một Yên Bái không có dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ngày mai 16 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ phát động đã được địa phương hoàn tất. Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thiết thực hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ phát triển rừng, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, các đơn vị chủ rừng tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 tại xã Phú Thịnh. Được sự phân công đối với địa phương chuẩn bị thì cơ bản đến nay chúng tôi đã chuẩn bị xong, thứ nhất về mặt bằng, cái thứ hai nữa là về khâu chuẩn bị như quốc xưởng hay là nói chung một số cái nội dung khác là đến giờ chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị xong. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong những ngày đầu năm mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của địa phương trong năm 2021. Lễ hưởng ứng Tết trồng cây tại huyện Yên Bình dự kiến có sự tham gia của khoảng 300 đại biểu, trong đó có các đại biểu là thường trực tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh. Theo chương trình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phát biểu phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 và đánh trống ra quân Tết trồng cây. Việc tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thì là một trong những thế mạnh của huyện, đó là trồng rừng và phát triển kinh tế từ rừng. Thế do vậy mà việc tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ sẽ góp phần là tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác trồng rừng. Thế và từ việc trồng rừng thì sẽ tiếp tục phát triển cái kinh tế từ đồi rừng, sẽ góp phần là phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình trong thời gian tới. Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại huyện Yên Bình được tổ chức đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, không phô trương hình thức, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, ngay trong tháng phát động, huyện Yên Bình chỉ đạo các xã thị trấn cùng ra quân trồng trên 500 hectare rừng, trong đó riêng trong ngày ra quân đã trồng 20 hectare và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021 trong vụ xuân để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt. Phấn đấu đến hết tháng 5 năm 2021, huyện Yên Bình sẽ trồng mới trên 3.100 hectare rừng theo kế hoạch. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên,
trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.